Hello anh chị, em An xin gửi lời chào đến tất cả anh chị khách hàng thân yêu gần xa. Dĩ An đang mưa quá anh chị ạ. Theo yêu cầu của khách hàng thì em An sẽ quay chi tiết chiếc Kia Soluto nhá. Đã có sẵn tại cửa hàng nhà em An. Em này của em An là số sàn bản đủ này. Ô tô hiện tại đang là 26.000 km và giá của em An nên biết là 318 triệu chị nhá. 318 thì về cơ bản thì giá này thì em An cũng sẽ bớt cho chị là bớt lọc thôi. Khám phí cho chị còn đến tháng 6 2025 phí đường bộ cũng vậy. Rồi, bây giờ thì em An sẽ quay chi tiết chiếc này để cho chị tham khảo nhá. Em này của em An là số sàn bản đủ 2020. Ở bản này thì anh chị quan sát là sẽ có đèn led định vị ban ngày, đèn gập sương mù, cụm đèn pha sẽ là halogen. Chiếc này của em An màu đỏ biển tỉnh và ô tô hiện tại đang là 26.000. Số km này thì em An có thể là cam kết cho chị là ô tô chuẩn nhá, không tua. Mâm phanh nguyên bản mà dàn mâm thì còn rất là mới nhỉ đây. 2020 số sàn này chị ạ, vỏ rất là dày. Led vỏ thì đây ạ, tuần thứ 25 2020. Sinh nhan gương tích hợp ở phần gương chiếu hậu. Đây là số sàn bản đủ Soluto. Ở đời này thì có hai bản, là một bản thiếu và một bản đủ. Thì đây là bản đủ với chị nhâm, bản đủ đây. Xe thì nguyên bản này, không đâm đúc này. Và máy số keo chỉnh zin. Cái đấy thì Aman đã cam kết tuyệt đối rồi. Nhưng mà chị mua xe bên Aman thì mình cứ yên tâm về chất lượng sản phẩm. Khi mà anh chị muốn mua thì Aman có thể là hỗ trợ chị check test cơ. Mưa gió to quá chị ạ. Bản này sẽ được trang bị cho chị là bốn mắt cảm biến sau chị ạ, hai mắt cảm biến sau. Và chiếc này của em An thì ba mắt cảm biến sau. Có cam lùi tích hợp sẵn rồi, cụm đèn pha hậu sau là halogen này chị ạ. Soluto số sàn. Các chi tiết là chưa tháo mỏ này, anh chị có thể quan sát cho em An. Keo chỉ là bao zin nhá, keo chỉ ở đây là bao zin cho chị luôn. Tất cả keo chỉ là bao zin đây. Nguyên bản hết anh chị ạ, nguyên bản hết. Kia Soluto bản đủ. Chiếc này của em An đang có mức giá là 318 triệu. Chị cứ lên xem xe. Và đặc biệt là có hỗ trợ góp. Nhưng mà em An cũng cũng rất là nhiều anh chị ở xa nhờ em An tư vấn góp. Nhưng em An vẫn khuyên là ở xa quá thì cái chi phí nó đội lên khá là cao. Bởi vì mình sẽ mất chi phí đi lại, dịch vụ rất là cao lắm. Nên là ví dụ như anh chị nào ở gần đấy, Bình Dương, Đồng Nai hoặc là Long An, Tây Ninh, Vũng Tàu thì làm rất là ok. Xe thì em An cam kết là chưa đâm đục nhá. Báo check test cho chị luôn. 2020 số sàn bản đủ. Bản Deluxe. Đây, gầm bãi xe đây. Đấy, cho chị tham quan gầm xe này. Đó, anh chị thấy ạ, gầm rất mới nhá. Xe mới đi có 26.000 thì em An nghĩ là chất lượng chiếc xe còn đảm bảo cho chị về mặt chất lượng. Nội thất đây. Những chi tiết bậc lên xuống thì chủ xe đã lên rồi. Ốp pilot này. Ghế da đây sẽ là ghế da hai màu nhá anh chị nhá. Ghế da hai màu. Rất là sạch sẽ. Đây là một chiếc hạng B cùng phân khúc với Accent, Vios, nhưng mà rõ ràng tầm tiền của Soluto thì hợp lý hơn rất là nhiều. Đây là anh chị nào mình đang cần kiếm một chiếc hạng B giá mầm mềm và chất lượng còn như này tốt như này thì lên Soluto này các bạn nhé. Đây, keo chỉ cho anh chị là bao zin, không mất phân keo phân chỉ nào. Tất cả keo chỉ này là bao zin nhé chị nhá. Đây, anh chị kiểm tra cho em An là keo chỉ là zin nhé, chưa chạy lại ha. Bản đủ 2020, các tay cửa đều là mạ chrome hết anh chị ạ. Tay cửa là mạ chrome hết. Ok, đây anh chị có tham quan em An nhé. Đó, keo chỉ là bao zin. Táp bi nguyên bản nhé. Ghế da còn rất là đẹp đây. Hai túi khí an toàn. Đầy đủ hết anh chị ạ. 2020 số sàn là đồng sơn căng. Tất nhiên với một chiếc xe đã qua sử dụng thì việc sơn dạm lại là chuyện hết sức bình thường. Chúng ta khi mua xe cũ thì chúng ta cũng phải xác định là xe nó sẽ có sơn dạm một chút anh chị nhá. Không tránh được đâu ạ. Tất cả dàn vỏ này là theo xe, vỏ theo xe mâm nguyên bản, mâm rất là mới đúng không ạ, mâm nguyên bản vỏ theo xe nhé chị nhé. Đó. Đẹp. 318 mức giá rất là hợp lý đúng không, một chiếc hạng B nhưng mà mức giá nó chỉ giống như một chiếc hạng A thôi. Đấy, giá rất tốt rồi, giá rất là tốt đây. Và keo chỉ là bao zin, keo chỉ là bao zin hết. Chấm mẫu này Kia Soluto, khung cửa sổ đẹp mạng rôm này. Em An vừa cho chị quay, tại vì quay chi tiết này thì em An sẽ quay kỹ để làm sao cô chú anh chị ở xa mình có thể là mình tham khảo nó dễ hơn. Em An vẫn hỗ trợ nhận cọc từ xa và ship xe cho anh chị nhé. Anh chị ở tỉnh thành nào mà mình không tiện đi thì bên em An sẽ liên hệ trực tiếp, em An sẽ hỗ trợ ship xe cho anh chị và đến nơi thì anh chị cứ check test kiểm tra xe, nếu không đúng quy định thì em An không đúng cam kết thì em An hoàn tiền cho anh chị thôi. Rất là dễ dàng, 26.602 km chuẩn, quá mới luôn đúng không ạ. Đây, cục cần số đây. Đấy, động cơ 1.4 chị, mức tiêu nhiên liệu em này dao động khoảng tầm
6 lít anh chị ạ. Đây, rất là đẹp nha. À, mới tinh luôn, màn hình này. Màn hình này thì có cam lùi tích hợp sẵn, có chỉ đường. À, các chi tiết mà hạ kính thì tất cả của dòng Soluto sẽ nằm ở dưới cái hệ thống điều hòa này. Hơi nghịch một chút đúng không ạ? À, rồi, chi tiết cuối cùng là phần động cơ nhé. Động cơ 1.4. À, và động cơ thì em An cam kết là không ra máy này, không thủy kích này. À, một chiếc xe mà đã bị thủy kích ngập nước thì nó mất giá trị rồi. À, nên là cái điều mà về chất lượng thì em An đã cam kết rồi. À, 4 vỏ teo xe, chị cho tất cả toàn vỏ là teo xe. À, 318 rất tốt về giá luôn ạ, rất tốt về giá luôn. À, chị nào mình yêu thích mẫu này thì lên nhà em An. Đây, động cơ 1.4 nhá. Đây, máy móc nguyên bản. Đó, ốc cabo chưa tháo mở này, ốc má vè này. Đó, ok. 2020 số sàn bản đục. 318 triệu đồng. 318, keo chỉ bao zin hết nha chị nhá. Keo chỉ là bao zin hết. Đó. Rồi, em An cảm ơn anh chị rất là nhiều. Và anh chị yêu thích và quan tâm về mẫu Kia Soluto này thì nhấc máy gọi điện cho em An. Ngoài chiếc màu đỏ thì hiện tại em An đang có một chiếc màu trắng. Đó, cho chị mình lựa chọn nhé. Em này cùng bản luôn, cùng năm sản xuất, nhưng mà chiếc này thì đi nhiều hơn một chút rồi. Em xe này của em An thì đang chạy 5 vạn hơn, nhưng mà được cái là chất xe còn khá là ok. Rất là mới nhé, vẫn còn đẹp đúng không ạ? Và chiếc xe này của em An thì chủ xe đã lên cho anh chị một cái màn hình OLED Pro. OLED Pro rồi. Cũng đã bọc trần ni lông rồi. Chiếc này của em An thì em An để cho anh chị cái giá đỡ hơn một chút này, 310 triệu đấy, cho em này. 52.000, mà chủ xe thì cũng bảo dưỡng định kỳ và dàn vỏ này thì vẫn là theo xe hết đấy chị ạ. Đấy, các chi tiết về mưa phim cách nhiệt hay là màn hình lên rồi. Biển 70 Tây Ninh, đây lắc này. Đấy. Một cặp luôn, giá mềm vừa phải luôn. Anh chị nào mình ở Bình Dương, Đồng Nai hay là thành quanh đây, thành phố Hồ Chí Minh thì lại tốn tiền biển số, nên là anh chị nào gần đây thì em An sẽ hỗ trợ làm góp cho anh chị được. Đấy. Ok, một cặp luôn. Anh chị cần hình ảnh này, cần video chi tiết của mẫu nào thì anh chị cứ inbox cho em An. Đang có sẵn một cặp Kia Soluto. Đấy, em An có một anh khách ở xa nên anh muốn em An quay trước màu đỏ nên em An ưu tiên quay trước. Ok chị, em An vừa gửi đến tất cả chị quý hàng thân yêu của em An chiếc Kia Soluto số sàn bản đủ 2020, lăn bánh chuẩn Odo 26 ngày, 318 triệu. Anh chị quan tâm nhấc máy gọi điện cho em An nhá. Cảm ơn chị rất là nhiều. Giờ này em An xin chào, gặp lại anh chị, xin chào.